Hashio Ultimate nó quay trở lại kê thêm. Trong cái rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ kit để anh em livestream hay là làm vlog, quay YouTube, tạo video TikTok gì đấy. Nói chung là đây một cái bộ sản phẩm, nói chung là anh em chỉ cần mua cái bộ sản phẩm này thì sẽ dành cho những anh em nào muốn làm video. Đây của Boya nhá. Thì sản phẩm này bao gồm những gì và chất lượng của nó như nào, mời anh em xem trong video này, mình sẽ review chi tiết. Ok, sản phẩm đây anh em muốn mua cái bộ sản phẩm này, mình sẽ để link mua dưới video nhá. Giá là bao nhiêu thì anh em vào link dưới video nhá, tại vì giá có thể thay đổi đó. Rồi, hộp sản phẩm như này và chúng ta sẽ có cái tem chính hãng của Boya ở đây. Hình sản phẩm này, đây là bộ sản phẩm sẽ bao gồm những cái này. Đấy, nhưng mà anh em nhìn hình thì anh em chưa biết như nào đúng không? Mã của nó là BI-VG350 Ultimate Smartphone Video Kit. Đó, cái bộ kit đây. Universal Video Microphone này, có mini tripod này, có smart grid, battery operation, không cần pin. Sẽ tạo có micro thu âm cực kỳ tốt luôn và có cái giá đỡ này. Không bao gồm smartphone nha anh em. Anh em nhìn hình lại tưởng là cả smartphone thì chết mình. Đó. Ok, đây sẽ là những cái thông tin chi tiết thôi. Đó, chúng ta sẽ ngồi livestream như này hoặc là quay video hoặc làm video gì đấy. Giới thiệu bản thân gì đấy. Có mic này, có ánh sáng, đầy đủ âm thanh mọi thứ luôn. Đấy, đây là dành cho những anh em nào mà không có gọi là nhiều tiền sắm những cái bộ chuyên nghiệp mấy chục triệu này, mấy trăm triệu này, chúng ta có thể mua bộ này rất là nhỏ gọn và rẻ hơn rất là nhiều. Bên trong hộp sẽ có những cái này, phụ kiện đây anh em. Đó. LED này, giá đỡ này, tripod vân vân nha anh em. Rồi. Mở luôn. Có cả đèn ánh sáng cho anh em, có cả mic thu âm chất lượng tốt cho anh em, giá đỡ cho anh em. Rồi, bên trong chúng ta sẽ có đầu tiên là sách này. Boya BI-VG350. Đây là cái hướng dẫn, cái giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt và chi tiết từng cái. Rồi, chúng ta sẽ có đây, anh em thấy cái hộp đây. Đó, sắp xếp ngăn nắp chưa? Bên trong chúng ta sẽ có, mình sẽ giới thiệu từng cái. Đầu tiên là cái mic thu âm cùng với cả cái lọc chống bụi, chống ồn này. Đó, cái này thì anh em có thể lắp vào khi chúng ta ra ngoài đường. Đấy, nó sẽ giúp thu âm tốt hơn. Đấy, những cái tiếng ồn của gió thì nó sẽ giảm tiếng ồn của gió, bộ lọc nhá. Đó, đây là cái mic này. Mic là bằng kim loại, cầm rất là mát. Và anh em nhìn thấy chuyên nghiệp chưa? Đó, nhìn khá là xịn sò luôn. Đó, ở dưới này chúng ta sẽ có hai lỗ line out và lỗ tai nghe BIMM1+, đây là phiên bản nâng cấp nhá. Bản trước là MM1, đây bản plus. Đây bên trong cái màng lọc này, cái mạch này, đó, rất là đẹp, nhỏ gọn nữa, bằng ngón tay thôi. Rồi, tiếp theo là cái đèn đi. Cái đèn của anh em đây. Đèn này dù rất là nhiều bóng, 2, 4, 5, 30 bóng LED Boya. Đèn này chúng ta sẽ chiếu sáng trong nhà hoặc những nơi mà có môi trường tối, giá đỡ này. Trong sẽ có cái kiềng ba chân, vâng, cái này gọi là cái tripod và cầm nặng trịch luôn. Nó là bằng kim loại nha anh em, không phải những cái tripod mà rẻ rẻ là bằng nhựa đâu anh em. Đấy, kim loại luôn nên cực kỳ chắc, tripod kim loại cùng với cả những cái đế cao su đây chống trơn trượt. Đó, tuyệt vời, hoàn thiện cực kỳ tốt luôn. Boya, chúng ta có thể xoay đây, vặn vào. Đó. Trên này thì chúng ta có thể gắn máy ảnh này hoặc là gắn máy ảnh trực tiếp vào đây luôn. Gắn những cái đế giữ điện thoại. Xoay này để vặn chặt. Đó. Kim loại nhá, không phải nhựa. Hoàn thiện tốt. Những cái gắn thiết, những cái phụ kiện để gắn, và đây là cái đây là cái giá đỡ điện thoại. Đấy, thì trên cái giá đỡ này tất nhiên rồi là có những cái cao su để chúng ta bảo vệ cho những cái thiết bị chúng ta gắn vào không bị xước, tránh xước. Nơi trong chống ẩm nữa này. Và đây là cái gậy, cái thanh này cũng bằng kim loại. Và đúng, chúng ta để nối dài. Đấy, chúng ta sẽ gắn vào đây. Một là chúng ta lắp cái này vào đây luôn, hoặc là chúng ta sẽ nối dài. Đó, nối dài như này. Đó, thanh nối dài. Ok, và đây là cái dây cắm. Dây cắm vào mic để thu âm. Chúng ta để ý cái đầu này nhá. Đầu này sẽ là cho microphone này, đầu này cho camera này. Đó. Ở đây jack 5 cho smartphone, cắm vào smartphone. Nói chung là tương thích với cả camera, cả điện thoại. Đấy, và đây là cái dây cổng micro USB. Này sạc cho đèn LED.
Đây, đến led chúng ta có chỗ cổng sạc micro USB với cả cái công tắc on off. Đó, bật lên này, rất là sáng luôn. Đó. Ok, đó là toàn bộ phụ kiện nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào để cho anh em xem đầy đủ sản phẩm như nào. Ok, anh em mình đã lắp xong rồi đây. Đó, như anh em có thể thấy này, rất là chắc chắn nhá. Và lúc đầu là cái này nó ở dưới đây đúng không? Và chúng ta phải lắp. Chúng ta lắp như hình như hướng dẫn thì chúng ta sẽ lắp cái thanh này ở dưới, xong rồi cái này ở trên. Đấy, ở trên để chúng ta xoay cái này ngang được. Và đây là cái kẹp. Cái kẹp này thì mình kẹp rất là dễ dàng, nó nhẹ. Và đây mình đang kẹp cái con Redmi Note 9S này, màn hình 6,64 inch mà nó rất là rộng, có cả ốp luôn, kẹp cực kỳ thoải mái. To hơn nữa vẫn kẹp với anh em. Là đây là mic nhá. Đây, chỗ này chúng ta sẽ gắn mic vào. Ở mic thì chúng ta sẽ gắn thêm cái này vào hoặc là không tùy anh em. Ở chỗ nào mà môi trường tiếng ồn nhiều thì chúng ta dùng cái lọc. Rồi và một đầu thì chúng ta sẽ cắm cái dây mic này vào. Đấy, microphone, đầu này microphone và đầu này là smartphone. À, cắm vào smartphone. Ok. Và còn một cái lưu ý nữa là cái chân đế này nhá. Chân đế này có hai cái chế độ. Đấy. Có một chế độ là đây là chế độ nó chõe hẳn ra. Đấy thì nó sẽ chắc chắn luôn. Và chúng ta có một cái chế độ nhá, có một cái chế độ này nữa. Chúng ta sẽ xoay như này. Đó, xoay như này thì nó chỉ chõe được đến mức độ này thôi. Đó, nó chỉ như này. Đó, chứ nó không chõe hẳn ra. Chõe hẳn ra thì nó với những cái đồ nặng ấy thì nó chắc chắn hơn. Như này. Đó. Rồi. Còn gì nữa không? Trên đây là đèn nha anh em. Đèn gắn thì chúng ta dùng cái phụ kiện gắn vào điện thoại. Đây. Thì anh em yên tâm là những cái chỗ gắn này, những chỗ tiếp xúc này đều có những cái cao su để bảo vệ điện thoại của anh em. Ok, bây giờ mình sẽ thử ghi âm thử nhá. Mình sẽ ghi âm thử một đoạn xem nó như nào. Hello, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại kênh Kê Thêm. Đấy, như đây mình đang ghi âm trực tiếp từ mồm mình này. Từ mồm mình đến cái mic này. Đó, anh em thấy sao? Thấy chất lượng âm thanh nó như nào? Đó, còn đây là quay. Đó, hai. Trong phòng thì cũng khá là tối, ánh sáng thì ok. Đó. Về tổng quan đấy thì mình thấy cái thiết bị này ổn. Nó nhỏ gọn, anh em có thể mang đi mọi nơi. Và thứ hai là nó chắc chắn, nó không có vấn đề gì cả. Phù hợp cho cả điện thoại này, camera hành trình này hay là cho máy ảnh. Đấy, gắn được hết lên đây. Và nó có nhiều kiểu gắn nhá. Đây là kiểu gắn theo hình sản phẩm. Còn anh em là muốn đơn giản thì gắn bỏ cái này đi, chúng ta gắn luôn camera hành trình vào hay là gắn camera gì đấy. Có mấy kiểu gắn cơ. Đó thì anh em có thể nghe được cái tiếng âm thanh mình nói trực tiếp. Đấy, tiếng thu trực tiếp từ cái mic này. Và nó sẽ khác so với âm thanh thu từ camera, từ cái máy quay camera này. Ok, thì link mua bộ sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video nhá. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh cái bộ sản phẩm giúp anh em làm video hay là livestream bán hàng gì đấy. Chơi YouTube hay là chơi TikTok. Hay cả thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh để giúp mình nhá. Anh em mình review sản phẩm nào, comment link bên dưới nhá. Cảm ơn cho video. Bye bye. Nhỏ gọn nhưng mà đầy đủ hết tính năng nha anh em.